Hôm giờ rồi cô đã nói đến cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu trong Excel Đơn giản là một cái vùng như thế này thôi Có nhiều cột Cột tên là field Mỗi cột có một tên cột do mình đặt Dòng này dòng chứa field name Field là cột, name là tên, tên cột Hay còn gọi là header row Nếu là cơ sở dữ liệu Thì mình có thể áp dụng filter lọc có hai chế độ lọc lọc tự động nha lọc tự động thì vậy thôi ví dụ giờ cô muốn lọc ra đường thôi bỏ hết những này đánh dấu đường thôi ha à, rồi bỏ lọc data clear lọc nâng cao là Advanced filter trong mỗi đề thi excel thì câu cuối là lọc nâng cao câu cuối câu cuối là lọc nâng cao đó để lọc nâng cao thì phải lọc vùng điều kiện vùng điều kiện phải có dòng tiêu đề của điều kiện rồi ở dưới là các điều kiện điều kiện nếu không cài công thức thì copy tên cột điều kiện xuống rồi ví dụ cô ví dụ một vài cái đề rồi, ví dụ đề số 7 câu cuối 3.7 chứ không phải câu cuối rút trích mặt hàng đeo loại 1 có số lượng nhiều hơn một ha à, à, thì có những câu này cô chưa làm nè giờ cô hoàn tất cho nó hết luôn lớp mình coi luôn tên hàng thì ở đây l a s o một trong khi dưới này chỉ có s o thôi l a d e một dưới này chỉ có d e thôi cho nên dùng với lớp cấp bằng v lúc cấp à, tách ra lấy chữ s o thôi cho nó mới giống với đây ha lấy chữ sr ở chính giữa cho nên dùng hàm mít mít của cái này phải bắt đầu lấy từ vị trí số 3 phải lấy hai ký tự nhớ đưa đối số vô đủ thì phải đóng ngoặc lại nhìn nè nhìn đây ha mít hàm mít đưa vô đủ rồi nè năm character đủ rồi đóng ngoặc nhớ nha không đóng hoặc là báo lỗi đó phải bây giờ vậy phẩy của vlog tìm ở đâu tìm chữ so tìm dưới cái bảng này nè hoặc à, cô lấy tên hàng bấm f4 cố định phải lấy tên hàng ở cột 2 phải tìm chính xác ghi không đóng hoặc đó. rồi cô có tên hàng Sony rồi loại loại à, là ký tự cuối của mã hàng mà đưa về giá trị số bằng ký tự cuối là rai của cái này lấy một ký tự thì không cần thấy nó canh trái là biết nó chuỗi rồi đó đổi nó thành số bằng hàm value value của rai hàm value một đối số bắt buộc và nó đổi thành số Rồi bây giờ câu 3.7 Rút trích mặt hàng đeo loại 1 Có số lượng nhiều hơn 1 Số lượng nhiều hơn 1 Vậy coi nha Cô ẩn mấy này đi để cho nó bớt rườm ra ha. Lít chuột phải ẩn bớt đi Rồi câu 3.7 là lọc nâng cao để lọc nâng cao phải lập vùng điều kiện điều kiện của những cái đề này nó không có khó cách một không cài công thức này nha cách 1 không cài công thức nếu mà không cài công thức thì cô đặt điều kiện dựa trên cột nào cô copy tên cột đó xuống bây giờ cô cô đặt điều kiện dựa trên cái tên hàng đi thì cô copy tên hàng cần c bỏ xuống đây đặt điều kiện tên hàng là gì là đeo tên hàng là đeo cô gõ phải giống y vậy nha đeo đó ha rồi bây giờ loại là một cái biên này nữa cần trô c bỏ xuống đây ha và dưới này mình gõ cột loại là số cho nên số 1 đeo loại một hai điều kiện nằm trên một dòng thì hiểu là and ha rồi đó là hai điều kiện điều kiện nữa điều kiện ba là có số lượng nhiều hơn một đặt điều kiện dựa trên số lượng nè copy cần c bỏ xuống đây số lượng lớn hơn lớn hơn một ba cái điều kiện nằm trên cùng dòng thì nó hiểu là and hen ha đó là cô đặt điều kiện không cảm thức đặt điều kiện trên cột nào copy tên cột đó xuống rồi lọc thử nè có thể đặt con trỏ ô vào ô trống có thể chọn trước cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu gọi là list range vùng điều kiện gọi là criteria range rồi data advent list range cô chọn rồi bây giờ criteria range vùng điều kiện Cô chọn cái này nếu mà filter the list in play thì nó lọc tại chỗ nó không trích ra chỗ khác bây giờ copy to a not delegation cô chọn đây thì cô bỏ điểm chèn vô đây được copy to được và cô list vào một ô trống bên dưới ok thì nó lọc ra những cái dòng thỏa điều kiện đeo loại một có số lượng lớn hơn một ha đó rồi ví dụ nữa ví dụ bây giờ cô không đặt điều kiện dựa trên tên hàng với loại mà cô đặt điều kiện dựa trên mã hàng được không được không cảm thức luôn cần c không cảm thức cô bỏ xuống đây nè ha và nếu mã hàng thì cô thấy đeo thì là de loại một thì là de một đúng không cho nên ngay chỗ điều kiện này cô có thể dùng ký tự đại diện ký tự đại diện dấu sao là đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ tận cùng bằng d e một d e một bắt đầu bằng cái gì cũng được hết l a d e một đó l a d e một ha rồi còn một điều kiện nữa là số lượng lớn hơn một thì copy số lượng xuống không cản thức mà copy copy và đặt điều kiện trên cùng dòng nó hiểu là End đó rồi bây giờ lọc thử với vùng điều kiện thứ hai này nè ha à. chọn trước list range để khỏi mất công chọn van rồi vùng điều kiện cô chọn vùng điều kiện số 2 rồi bây giờ cô lọc tại chỗ luôn khỏi mắt công thử nha ok cũng ra kết quả y vậy Đeo loại 1 Số lượng lớn hơn 1 ha. Rồi cờ bỏ ra không lọc nè Đây là cách 1 Không cài công thức Còn bây giờ cách 2 Cài công thức thì sao Cách 2 cài công thức Cài công thức Khi điều kiện là công thức, không được copy tên cột điều kiện xuống mà phải đặt tên cột điều kiện là cái gì đó khác mọi tên cột ở trên. Hoặc để trống cũng được, nhưng nếu để trống vẫn phải chọn cái ô đó ha. À, vùng điều kiện phải có cái cột tiêu đề này nè. Rồi, điều kiện là công thức, không được copy tên cột xuống mà đặt tên cột điều kiện là cái gì đó khác mọi tên cột trên này hoặc để trống ở chỗ đây cũng được ha rồi dưới này điều kiện là công thức bắt bằng dấu bằng bây giờ nếu mà mình đặt điều kiện trên mã hàng thì có hai điều kiện thôi kết hợp bằng n còn nếu không thì tên hàng thì nó ba điều kiện ha ha rồi bây giờ cô làm hai cách luôn đi n hen công thức phải tham chiếu đến ô ngay sau tên cột ngay sau tên cột Ha, rồi bằng tên hàng bằng đeo đeo là chuỗi bao trong giấy kép đó là điều kiện một bảy điều kiện hai loại công thức tham chiếu đến ô ngay sau tên cột bằng một loại nó là số cho nên so sánh với số bảy điều kiện thứ ba số lượng lớn hơn một công thức tham chiếu đến ô ngay sau tên cột đặt điều kiện lớn hơn một rồi đóng ngoặc tru phô gì kệ nó do cái dòng này nè nó không thỏa cho nên nó phô ha rồi bây giờ lọc dựa trên vùng điều kiện này à cách thứ hai cũng cài công thức cài công thức à, cũng đặt tên cột điều kiện khác với mọi ở trên tên cột ở kia công thức bằng à, cũng n tôi dựa vào mã hàng Vậy mã hàng thì cô thấy à, ba ký tự cuối ha rai right. rai right của cái mã hàng công thức tham chiếu đến ô ngay sau tên cột lấy ba ký tự cuối bằng de 1 de 1 là đeo loại một đó là một điều kiện vậy điều kiện 2 là số lượng lớn hơn một đó do cô lấy cái mã hàng cho nên gom hai điều kiện là đeo và loại một gom chung vô một cái cần cô lấy cột tên hàng thì phải điều kiện này điều kiện này điều kiện này ha rồi em rồi bây giờ hai vùng điều kiện này nha hai vùng điều kiện cô làm cô làm hai cái thử coi thế nào chọn trước list trend. nhớ là list là phải có dòng tiêu đề ha cơ sở dữ liệu là phải có tiêu đề advent bây giờ cô chọn vùng điều kiện thứ ba này coi vùng điều kiện này cô lọc tại chỗ luôn đây cũng là đeo loại một số lượng lớn hơn một rồi bây giờ cô chọn vùng điều kiện dưới này thử xem Advent vùng điều kiện criterion chọn vùng điều kiện dưới này ok cũng vậy luôn có nghĩa là muốn làm sao cũng được hết nếu điều kiện không cạnh thức thì nên copy tên cột nào muốn đặt điều kiện thì copy xuống còn điều kiện là công thức thì không copy đặt tên cột điều kiện khác mọi tên cột ở trên mà công thức thì tham chiếu đến ô ngay sau tên cột công thức tham chiếu đến cái dòng này nè dòng ngay sau dòng tiêu đề rồi đó là lọc nâng cao rồi tất cả những hàm d d sum d max D min, D override D cao, D cao a à, là những hàm mà ví dụ như D sum thì cộng nếu thỏa điều kiện để dùng những hàm D đó phải lập vùng điều kiện y như lập nâng cao ha à, ví dụ như bây giờ cô muốn tính tổng thành tiền tổng doanh thu của tổng doanh thu của những mặt hàng đeo loại một và có số lượng nhiều hơn một thì cô phải lập vùng điều kiện y như thế này nè hoặc vùng điều kiện này hoặc vùng điều kiện này hoặc vùng điều kiện như này ha rồi d sum cộng nếu thỏa vùng điều kiện đó bằng d sum những cái hàm mà có chữ d đó là cơ sở dữ liệu mới dùng được những hàm d đó mà muốn dùng những hàm mà có chữ D đó phải lập vùng điều kiện giống y như lập nâng cao ha à, 3 đối số bắt buộc đối số đầu data bay là cơ sở dữ liệu công thức này cô không copy cho nên cô không cần cố định gì hết phải đối số 2 view đối số 2 field view là cột tổng cột nào cô tổng cột nào cô list trên tên cột đó bảy à, đối số 3 criteria chọn vùng điều kiện chọn vùng điều kiện nào cũng được rồi cô đóng ngoặc enter thì nó cộng thôi cộng à, cái này là cộng cái gì đeo loại một mà có số lượng lớn hơn nó có mấy dòng đeo loại một là cộng này ha à, cái này rồi, này đeo, này đeo loại 2, không được, đeo loại 1, này mới nữa nè. Rồi, hai này cộng lại là 11, 270, đúng rồi, 11, 270, 000 0, đó. Rồi, cái hàm D-SIM này còn dùng trong nào nữa, này hình như hổng cô nói rồi, phải không? Ví dụ, danh thu đây nè, danh thu tháng giêng tháng 2, tháng 3, nghe, vậy, chỗ này mình có thể làm bằng ba cách, bốn cách cũng được nữa. Ta nha. Bây giờ nếu mà cô muốn dùng hàm sum if hoặc sum s thì cô phải có cái cột tháng bán. Mình có ngày bán nè. Nó có ngày tháng năm mà cô chỉ cần tháng thôi, đây nó chỉ có tháng thôi. Cho nên tạo thêm một cột phụ tên là tháng bán. Rồi, dùng hàm minh để lấy ra cái tháng thôi minh của cái ngày này nè thì nó trả về cái tháng thôi ha tháng giêng tháng 2 nè tháng 2 tháng 4 tháng 3 nó trả về cái tháng của cái này thôi rồi giờ ở đây cô dùng hàm snip bằng sum tiếp cột xét điều kiện là cột tháng bán cố định phải điều kiện bằng ô trên đây Ô trên đây để tương đối để cấp qua đây tháng 2, tháng 3. 7. Sumren, cột để cộng là cột thành tiền. Nhớ chọn ngang bằng nhau ô đầu tiên, cố định. Rồi, đóng hoặc Enter, Copy qua. Đây là hàm sum if. Ha. Bây giờ sum if s cũng phải dùng cái cột phụ đó. If s. Sum if s. À, khi cô gõ tên hàm sai Thì cô mãi, mở hoặc mở, đơn Nó không có cái cú pháp của hàm Sumren cột để cộng Là cột thành tiền Cố định 7 ren cột xét điều kiện Là cột tháng bán Cố định luôn 7 Cột để à, Điều kiện bằng với ô này Rồi ô đó Thì để tương đối để copy qua thì nó là tháng 2, tháng 3 Copy qua cũng y vậy ha vậy thì cái này sum if cái này sum if s rồi bây giờ mình có thể dùng hàm sum product product là nhân sum là cộng tức là nó tính toán trên những cái mảng nó lấy cái mảng nó nhân với nhau và cuối cùng nó cộng ha cộng cái mảng trung gian đó rồi coi sum product nè sum product thì không cần cổ phụ này không cần cổ phụ ăn. À. sum product đây nhìn trên thanh công thức cô chữ to hơn à, ở đây là mảng à, đầu tiên rồi nha cô lấy cái mảng này cái cô nhân với cái mảng nữa xong rồi cô đóng hoặc sum product ha à, bây giờ cái mảng này là gì cái mảng đầu tiên là cô dùng minh của cái ngày bán này nè minh minh của cái mã ngày bán đóng hoặc minh nè mỗi cái mã cô bao trong hoặc à, bao trong hoặc màu xanh lá cây á để cho nó chặt chẽ thôi rồi cái mảng thứ hai là cô chọn cái mảng thành tiền đó mà nó lấy hai cái mã này nó nhân với nhau chỗ nào số 1 thì nó ra chỗ nào mà À, cái mảng này tháng nó xong rồi, cô phải bằng bằng với cái nào? Bằng với trên đây. Nhe? à bây giờ phải cố định nữa để copy chứ. Cố định cái mảng này. Cố định cái mảng này. Chỉ có G15 là tháng Giêng, H15 là tháng 2, Y15 Cho nên G15 để tương đối Để chút nữa mình copy Cho nên cái này không cần cậu phụ nè Thấy không Enter cũng ra kết quả Y như thế Sum product cũng ra kết quả Y như thế Rồi ba cách vậy đó Bây giờ cách thứ tư Dùng hàm D sum Mà D sum thì phải lập vùng điều kiện Vùng điều kiện Vùng điều kiện cho tháng giêng Cô cảm thức Nhất định phải cảm thức thôi ha cảm thức nè điều kiện tháng giêng điều kiện tháng viên đặt tên cột điều kiện là tháng viên bằng minh minh của công thức tham chiếu đến ô ngay sau tên cột đặt điều kiện bằng 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 một rồi ha à, điều kiện cho tháng 2 điều kiện cho tháng 2 cũng bằng minh của ô ngay sau phiêu nem đặt điều kiện bằng 2 ha. rồi điều kiện cho tháng 3 tháng 3 mỗi ô phải một vùng điều kiện hơi mất công chỉ có sum product là hay nhất á trong trường hợp này sum product là hay nhất đó bằng mân của ngay sau phiêu nem bằng 4 bằng 3 quên À, rồi. Ba vùng điều kiện. Cô mánh cô để đây nè. Ha ha, cô để đó. Rồi bây giờ D sum bằng D sum. Cơ sở dữ liệu chọn cơ sở dữ liệu phải chứa dòng tiêu đề nhớ nha. Không cần cột tháng cũng được, không cần cột tháng. Cố định cơ sở dữ liệu. Chút nữa mình copy mà. Phải cột để cộng là cột nào? Cột thành tiền list vô cột thành tiền và chút nữa mình copy cho nên cố định cái h2 đó cố định h2 7 criteria là vùng điều kiện vùng điều kiện của tháng giêng cô chọn hai ô này và g21 g22 cô để tương đối để cô copy qua thì nó là là nó điều kiện của tháng 2 ha copy qua nữa là điều kiện của tháng 3 cho nên vùng điều kiện cô để tương đối cô mánh đó mà tôi muốn này, điều kiện đây điều kiện đây điều kiện đây ha. rồi cũng ra y như thế cũng ra y như thế thì chỗ này sum if phải có cột phụ sum if s phải có cột phụ sum rô không cần cột phụ chỉ cần hai cái mảng nhân với nhau d sum phải lập ba vùng điều kiện ha rồi rồi đó là những cái hàm cơ sở dữ liệu và lọc nâng cao để dùng những hàm d này phải lập vùng điều kiện y như lọc nâng cao ha đây sum là cộng nếu bây giờ cô thế bằng d mắc thì nó lấy lớn nhất trong những cái thỏa điều kiện d min lấy nhỏ nhất trong những cái dòng thỏa điều kiện thôi vậy thôi d average trung bình cộng của những dòng thỏa điều kiện d count đếm số đi khao a, điểm khác trống vân vân đó. Rồi bây giờ đến một cái chức năng nữa của cơ sở dữ liệu đó là sub total. Sub total, sub total là total to, to là total to là tổng hay là t, hay là gom nhóm lại, nhóm con ha, gom lại nhóm con. Ví dụ như ví dụ như ở đây này cô có bản thống kê như vậy, cô muốn tính tổng trị giá theo đơn vị đơn vị nè à, bây giờ cô bỏ cái lọc nâng cao đi ha để cho dễ thấy cô muốn tính tổng theo từng đơn vị đơn vị là misa imes lotus cái này misa nữa nè muốn nhóm lại theo từng đơn vị thì đầu tiên cô phải xếp thứ tự theo cột đơn vị trước ha muốn nhóm trị giá theo từng đơn vị coi mỗi cái trị mỗi đơn vị nó tổng trị giá bao nhiêu thì cô phải sắp xếp cái cơ sở dữ liệu này theo đơn vị tăng dần hay giảm dần cũng được bây giờ data sort dữ liệu của tôi Cô không có chọn dòng HD Nếu mà cô đánh dấu đây thì nó chừa dòng đầu tiên Dòng số 3 ra Nên bỏ này đi ha. Và đây Còn nếu không thì cô chọn hết như thế này luôn Chọn hết như thế này luôn Thì cô nói là dữ liệu tôi có HD Không phải cơ sở dữ liệu vẫn sắp xếp được Còn những cái chức năng lọc hoặc dùng các hàm D Thì là cơ sở dữ liệu mới dùng được Còn sắp xếp thì không phải cơ sở dữ liệu cũng được. Mình chọn một cái vùng mình muốn sắp xếp thì mình ra lệnh cho nó sắp xếp thôi. Sắp xếp là sort. Cô nè, dữ liệu cô chọn có header ha. Bây giờ cô xếp theo cột gì? Cột đơn vị. Ok. Thì nó xếp nè. Image, rồi Lotus. Rồi, Misa ha ha. Rồi bây giờ cô chọn cơ sở dữ liệu chọn cơ sở dữ liệu là chọn luôn cả header rồi vô tab data có chức năng sub total nè à, à, tại add it tại tại chỗ thay đổi của của cái gì cô nhóm là đơn vị thì thay đổi của đơn vị có nghĩa là sao từ image đổi sang lotus ha à, thay đổi từ đây đến đây nè thì dùng hàm gì? Use function. Cô có thể dùng nhiều hàm trong đây. Tùy vào mục đích mình muốn làm gì. Ví dụ muốn cộng thì dùng hàm sum. Ha. Muốn đếm thì dùng hàm khao tính trung bình của cái nhóm đó thì dùng này. Tổng của nhóm đó dùng hàm sum. Muốn tính toán trên nhóm dùng hàm gì? Chọn hàm đây. Bây giờ cô muốn tính tổng. Thì cô chọn hàm sum. Rồi tổng của cái gì? tổng trị giá muốn tổng số lượng thì đánh dấu số lượng ha vậy thì đây nó cộng hai cái nè ở dưới này nếu đánh dấu replace current subtotal thì nếu có một cái subtotal rồi nó sẽ bỏ cái cũ đi thay thế bằng cái mới đang làm ha rồi nếu đánh dấu b break between group thì mỗi nhóm nó sẽ qua trang đầu mỗi nhóm qua trang ha còn không đánh dấu nó ở cùng trang đến khi nào hết, cuối trang nó mới qua. Summary below data, đánh dấu cái này thì dòng tổng cộng sẽ ở bên dưới, còn không đánh dấu thì dòng tổng cộng ở bên trên. Bây giờ cô đánh dấu cho dòng tổng cộng ở bên dưới. nút remove all, loại bỏ sub total ha. Rồi ok là là chấp nhận những cái thiết lập Nãy giờ còn cancel là bỏ không làm, bỏ ngang không làm. Ha à, bây giờ cô ok. Thì nè. Tại mỗi thay đổi của đơn vị tính tổng số lượng của tổng số lượng tổng trị giá phải không cô nè? Tại mỗi thay đổi của đơn vị từ Lotus đổi sang misa tính tổng số lượng tổng đơn giá đó và cuối cùng thì nó có grand total tổng cả báo cáo mình không cần làm gì hết cái này thường dùng khi tính lương hoặc mình muốn nhóm theo cái gì đó để mình coi coi cái loại đó nó tổng bao nhiêu đó ha à, đây nè ha khi mà sub total thì nhìn bên đây nó có ba mức mức 1 nếu mà cô xem theo mức 1 thì grand total tổng cả báo cáo số lượng trị giá Cô xem ra mức 2 thì nè, tổng từng nhóm và tổng cả báo cáo. Cô xem mức 3 thì nó có chi tiết luôn, có chi tiết và nó có tổng cộng luôn ha, nè, nè. Khép lại nè, khép lại nè, khép lại nè. Khép lại nè, mở ra nè, mở ra nè, mở ra nè. Mở ra nè. Mở ra nè. Bây giờ muốn xóa sub total thì sao? đặt con trỏ ô vào chỗ subtotal, data, subtotal và remove the on là xóa mất subtotal ha, đó là chức năng subtotal. Rồi đó là cô cộng theo đơn vị. Nếu bây giờ cô không muốn nhóm theo đơn vị mà cô nhóm theo loại. Tổng đường bán được bao nhiêu, tổng, tổng cà phê bán bao nhiêu thì đầu tiên cô phải sắp xếp này, cơ sở dữ liệu này theo cột loại không xếp theo đơn vị nữa. Muốn nhóm theo cái gì thì xếp thứ tự theo cái đó trước. Bây giờ cô nhóm theo loại, loại hàng hóa đường cà phê sữa gạo gì đó. Đầu tiên cô phải xếp thứ tự nó theo cột loại, sort. Rồi dữ liệu tôi có, cô, HD, cô xếp theo loại tăng dần giảm dần đều được. OK. Thì đây nó xếp theo loại nè, cà phê rồi gạo rồi đường, rồi sữa, vân vân. Rồi bây giờ mới chọn cơ sở dữ liệu. Subtotal à, tại mỗi bây giờ thì cũng nhóm theo gì? Loại cho nên tại mỗi thay đổi của loại dùng hàm sum cũng tính tổng số lượng trị giá. Ok. Thì đây. Đây. Ha. À, tổng của cà phê, tổng của gạo tổng của đường tổng của sữa và ren total tổng tất cả và cô xem nè xem mức 2 tổng cà phê gạo đường sữa ha tổng mức 1 cả cả báo cáo luôn Đó, mức 3 xem rồi xóa sub total bỏ con trỏ ô vào trong sub total không cần chọn hết cũng được subtotal Remove All đó. Cho nên mai mốt mà ví dụ như mình đi làm đó, ai đó gửi cho mình một cái bản tính Excel mà mình thấy có như thế này. Ồ đâu rồi? Thì mình biết là có subtotal. Mình có thể xóa nó, mình có thể subtotal lại tùy theo mục đích mình muốn. Nhóm là cái gì? Mình muốn tính tổng hay mình muốn làm cái gì trên nhóm đó. Đó là chức năng đó là các chức năng thường dùng trong một cơ sở dữ liệu của Excel còn một chức năng nữa của cơ sở dữ liệu mà mình cũng thường dùng cũng rất là hay ho đó là chức năng pivot table pivot table thì nó thống kê tính toán và nó liệt kê theo có thể là theo hai tiêu đề cũng được một tiêu đề cũng được coi nha ví dụ đây là cơ sở dữ liệu của cô nè, ha đây là cơ sở dữ liệu của cô, cô có nè cột đại lý, cột tỉnh, cột mặt hàng, cột năm, cột doanh thu. giờ ví dụ câu hỏi số 1 tính doanh thu theo từng tỉnh và theo từng mặt hàng, có nghĩa là nó tính doanh thu theo hai cái tiêu chí, một cái là tỉnh, một cái là mặt hàng. thì mình có thể không cần làm công thức gì hết, mình dùng chức năng pivot table, cả nha đặt con trỏ ô vào ô trống cũng được vào nơi muốn đặt cái pivot table đó ví dụ cô đặt ở đây chút nữa pivot table cô đặt ở đây luôn hen. rồi in sợ chút nữa cô thay đổi chỗ để pivot table cũng được làm sao cũng được hết rồi đặt trỏ ô vào ô trống đi in sợ pivot table nó hiện ra cái hộp thoại re a pivot table tạo một cái pivot table thì đọc tiếng Anh lởm bởm và hiểu thôi. Chọn dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tức là chọn cơ sở dữ liệu đó. Cơ sở dữ liệu là phải có header row, Phải có dòng tiêu đề. ha Rồi còn cái này thì dùng một cái cơ sở dữ liệu ngoài bên ngoài thường mình ít dùng lắm. Ha. Còn dưới này, chọn nơi bạn muốn đặt pivot table nếu đặt trong cái sheet hiện hành thì list vào nơi mình muốn để cái pivot table ví dụ pivot table cô để đây ha thì đây nè chọn choose where you want nè đọc tiếng anh dịch lẩm bẩm chọn nơi bạn muốn đặt báo cáo là cô để báo cáo dưới này đi ha rồi bây giờ cô ok thì có à tại sao tại sao nè, nhìn nhìn nè của cô nè cái cơ sở dữ liệu cô chọn sao hồi cái nó còn có ăn ô à ha chọn lại nó chọn lại nó cho nên nó báo lỗi đó cơ sở dữ liệu đây đó, rồi ok hết pin hết pin rồi ok ha? hồi nãy là cô chọn sao mà cuối cùng cái cơ sở dữ liệu chỉ còn có ăn ô khi mà cô ok như thế thì nó có cái pivot table field list nếu lỡ mà nó không có thì sao thì bên đây là nó có cái vùng vùng nơi đặt pivot table nơi đặt pivot table cô đặt con trỏ ô vào đây thì nó sẽ có những cái công cụ của pivot table trên đây còn nếu cô đặt con trỏ ô ở ngoài thì trên đây không có công cụ của pivot table ha giống như giống như trong phòng mổ vậy đó biết bác sĩ sắp làm gì thì y tá điều dưỡng đưa công cụ mình để đây thì nó biết mình sắp làm pivot table trên này có công cụ của pivot table pivot table tool nó có tab option tab design v.v bây giờ trong tab option nó mất cái fill list rồi bây giờ mình mới fill list nè bấm vào đây nó hiện ra có cái này mới làm được ha làm xong này có thể đóng lại cũng được rồi vậy thì trong cái này thì làm sao à, ở đây cô thống kê doanh thu theo tỉnh và theo mặt hàng vậy thì một cái tiêu chí cột để cộng là cột doanh thu Nghe? còn tiêu chí tỉnh tiêu chí mặt hàng cô có thể để một cái ở cột một cái ở dòng tùy muốn để cái nào cũng được hết à, tiêu chí label là nhãn rô là dòng nhãn dòng một cái để ở tỉnh có thể để ở dòng hoặc cột đều được một cái để ở row label một cái để ở column label vậy bây giờ tỉnh cô để ở row label thì mặt hàng cô để ở column label column label còn cái cột mà để thống kê là doanh thu cô kéo xuống value giá trị muốn thống kê là doanh thu value và khi mà cô để đây nó thấy cột này là số cho nên nó dùng hàm sum nó tính ha tổng của doanh thu theo từng tỉnh an giang theo mặt hàng một cái tiêu chí tỉnh nó xếp theo row label xếp theo dòng này từng dòng từng dòng ha này là tiêu đề dòng tiêu đề dòng này là tiêu đề cột đó ha tiêu đề dòng row label tiêu đề cột tiêu đề cột giống như tên cột tiêu đề dòng giống như tên dòng dòng này là dòng an giang dòng này là dòng hà nội tiêu đề dòng là row label còn giá trị thống kê giá trị thống kê là doanh thu mình có thể chọn hàm khác nè à, ví dụ như đây cô chọn ha vé lưu phiêu setting setting và cô có thể chọn hàm khác ví dụ tính trung bình thì đây ha ok thì nó tính trung bình của cái này ha nếu mà người ta yêu cầu là tính doanh thu của tự theo tính trung bình doanh thu theo từng tỉnh thì đó Còn này tính tổng doanh thu thì value field setting chọn hàm sum tùy mục đích mình muốn làm gì thì làm ok hàm sum bây giờ cô muốn đổi lại tỉnh là tiêu đề cột là tên cột mặt hàng là tiêu đề dòng là tên hà tên dòng thì cô đổi lại nè kéo mặt hàng xuống đây khi cô kéo mặt hàng xuống đây coi là nó nhóm là thấy không là cô kéo tỉnh bỏ lên đây ha ha đó vậy thôi rồi bây giờ nếu mà rì bọt filter thì cô có thể lọc theo lọc theo cái gì lọc theo đại lý kéo bỏ xuống đây đó ha thì đại lý tất cả đại lý nè giờ cô chỉ cần cô cô lọc ra đại lý a thôi thì số liệu nó khác nè thấy không lọc, report filter còn muốn xóa nó đi kéo nó ra ha không cần thường là trong pivot table phải có column label, row label và value Đó. rồi bây giờ à, muốn xóa pivot table thì làm sao Chọn pivot table xong rồi bấm nút delete là xong hoặc là muốn xóa triệt để nè delete là xong ha à, vậy thôi rồi ví dụ hai doanh thu ví dụ hai doanh thu theo từng đại lý và mặt hàng ở đây nó hai tiêu chí là đại lý và mặt hàng ha đây doanh thu theo đại lý và theo mặt hàng rồi ví dụ cô để pivot table ở đây luôn hoặc cô chọn trước cơ sở dữ liệu được không thử coi in sợ pivot table rồi chọn trước thì giờ vô đây mình khỏi chọn thôi ha nè chọn cơ sở dữ liệu cái trên là chọn cơ sở dữ liệu cái dưới chọn nơi đặt pivot table giả sử cô đặt ở đây luôn thì cô click trên chỗ mà cô muốn đặt pivot table ok nó cũng hiện ra fill list ha rồi bây giờ doanh thu thì kéo xuống value và dùng hàm sum rồi đại lý thì để trên à, để column cũng được để row cũng được mặt hàng, nếu đại lý để kho lâm thì mặt hàng để ở row đó. Rồi đổi chỗ nè. Đổi chỗ mặt hàng lên đây, đại lý xuống đây nắm kéo thôi. Nó làm thôi chứ mình có làm đâu, đúng không? Đó, những cái này rất hay. Lập trình viên của Microsoft viết mình cứ việc tận dụng sức lao động của người ta thôi, cho nên một phần mềm phải bán đó. Đối với pivot table thì cơ sở dữ liệu không cần xếp thứ tự còn đối với sub tô thì cơ sở dữ liệu phải được xếp thứ tự theo cái cột mà mình muốn gom nhóm ha còn pivot table thì cơ sở dữ liệu không cần xếp thứ tự để thứ tự thế nào cũng làm được hết chỉ cần mình chọn à, mình muốn thống kê tính toán trên cột nào thì kéo cột đó xuống vé liêu dùng cái hàm nào thì chọn cái hàm đó ở đây chọn hàm đây bằng cách vé liêu fill setting ha à, rồi đây chọn hàm rồi à, tiêu chí muốn nhóm theo cột nào à, có thể nó tính toán trên những nhiều tiêu chí ha à, hai ít nhất là hai tiêu chí cũng có thể một tiêu chí ví dụ này xóa này ví dụ này xóa này thì nó tính tổng theo cái đại lý thôi đó à, ha à. rồi à, đại lý rồi mặt hàng kéo xuống đây nếu bây giờ cô kéo xuống năm bỏ đây nữa thì sao thì nó nè nó phân cấp ra đó. cứ thử rồi sẽ biết ha? rồi tỉnh nữa thì sao nè tỉnh thì sao nè đó đó nó phân cấp đó Nghe. trên này là mặt hàng với này tỉnh đó thường thì một cái thôi kéo bỏ ra kéo ra là kéo ra là bỏ hoặc là chọn nó nè chọn nó nè remove fill ha à, hoặc là kéo ra à, ha thôi. Rồi khi mình sửa dữ liệu trong đây ha, à, ví dụ như loại A nè. A A mà điện cơ. A điện cơ. Cô là 8209. Bây giờ cô sửa, ví dụ cô sửa là 10.000. Nó chưa cập nhật kịp vô đây, Để ra chỗ này phải là 10.000, đúng không? Nhưng mà nó chưa cập nhật kịp vô đây thì cô làm sao? Cô đứng đây nè, trong tab option có refresh, bấm vào đây. Phím tắt là an F5 nó sẽ cập nhật lại cái bảng của mình. Đây 10.000 ha ha. Đó à, vậy đó. Đây nè, đó tất cả design nha. Cái này là pivot table style. Chọn một cái style định dạng, chọn một style định dạng xóa pivot table chọn bấm phím delete là xong